Xin chào bạn đã quay trở lại với channel của Laptop Z, mình là Review. Và ở video trước mình đã đánh giá chiếc Zephyrus M15 và đặc biệt rất nhiều anh em quan tâm đến chiếc máy này. Và thời lượng video đó có hạn, mình không thể gửi đến anh em một cái trải nghiệm chơi game thực tế nhất. Thế nên hôm nay mình sẽ trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này với những tựa game nặng nhất hiện nay như là Call of Duty Warzone hay là Death Stranding để xem là hiệu năng thực tế chiếc máy này trong một thời gian dài ra sao, đặc biệt là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ như thế này đến từ Asus. Và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu Zephyrus M15 này, hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Trước khi mà vào đến test game thì mình sẽ nêu qua một chút về cấu hình để anh em tham khảo nhé. Đầu tiên, chiếc máy này sở hữu cấu hình Core i7-10750H với 6x12 luồng, dung nhiệt tối đa đơn nhân là 5.0GHz. Cùng với đó là card đồ họa GTX 1660T 6GB RAM, đi kèm đó là hai thanh RAM 8GB 16GB RAM. Nói chung là về cấu hình chiếc máy này thì hoàn toàn đủ để anh em chiến những tựa game hiện nay. Nhưng thực tế ra sao thì hãy cùng mình bắt đầu đến tựa game đầu tiên nhé. Đến với tựa game Call of Duty Warzone thì setting mình sẽ để cho anh em xem đây nhá. Option Graphic này, mình đã để tất cả mức 2 luôn, là mức tối đa rồi đấy, gọi là max setting luôn. Thì FPS cho ra được khoảng hơn 100. Nói chung là chơi rất là mượt mà trên một chiếc màn hình 144Hz như này. Ngoài ra cái điểm đặc biệt là CPU và card đồ họa thì hoạt động khá là mát, nhưng mà vẫn chưa đủ đôi anh em ạ. Mình sẽ để trên chế độ Turbo để giúp cho máy đạt được hiệu năng cao nhất và tiếng quạt cũng ổn nhất luôn. Thôi đi luôn rồi. Thì anh em thể thấy là xung nhịp của CPU thì dao động khoảng 3.2 và tính khoảng lên là 4 chấm, và các đồ họa tiêu thụ cũng rất là cao luôn, gần như là tối đa với mức hiệu năng có thể cho. Đó lý do tại sao chiếc máy này có FPS tốt đến vậy. Và bây giờ thì mình sẽ trải nghiệm chơi game trong một khoảng thời gian hết cái round đấu này để xem là hiệu năng của chiếc máy này trong thời gian dài sử dụng có ra sao nhé. Đặc biệt là một chiếc laptop gaming nhỏ và gọn thế này mà. Thôi đi luôn rồi. Và với tựa game Call of Duty Warzone, sau một thời gian sử dụng anh em thấy đấy, FPS vẫn như lúc đầu là khoảng trên 100. Và ngoài ra thì anh em thấy được một tựa game rất là nặng nên ăn tới khoảng 14GB luôn. Đấy anh em, bây giờ chơi game phải 16GB chắc chơi mới đủ luôn. Và đặc biệt là với hiệu năng cực kỳ mạnh của chiếc máy này trong một thời gian dài sử dụng thì mình thấy là thực sự đây là một tựa game cực kỳ nặng và đây là một chiếc máy vẫn hoàn toàn có thể chiến được dù chỉ là một chiếc laptop gaming nhỏ và gọn. Và bây giờ chuyển sang một tựa game khác đi, Call of Duty Warzone có lẽ là đã quá đủ rồi. Và tựa game tiếp theo mình chơi sẽ là Death Stranding. Thì ở đây mình đã để cho anh em xem là setting tất cả là Very High anh em nhé. Very High, confirm. Và bây giờ thì vào chơi thôi. Và tựa game này thì cũng rất là phổ biến nay rồi, rất là nhiều anh em thích cái tựa game này. Và trong quá trình mình chơi thì với tựa game này có vẻ là nhẹ nhàng và tình cảm hơn. Nhiệt độ của CPU và cả đồ họa chỉ rơi vào khoảng dưới 80 độ C thôi, thế nên là cũng tương đối là ổn. Xung nhịp của CPU không cần đạt quá cao để giúp cho tựa game này có FPS cao. FPS đã khoảng 80 là đủ chơi rồi. Và mình đã để chế độ quạt là Performance này, Silent này, Performance này, Turbo này. Bây giờ Turbo thì quạt sẽ kêu khá là ồn. Nếu anh em nào mà kỹ tính thì cái tiếng quạt này sẽ gây khó chịu trong một quá trình chơi game. Mình khuyến khích là anh em sẽ dùng tai nghe sử dụng hơn. Đây là cái điểm chúng ta phải đánh đổi vì đây là một chiếc laptop gaming mỏng và nhẹ mà. Thế nên là tiếng quạt ồn là điều chúng ta phải đánh đổi thôi. Một điểm rất đặc biệt trên chiếc máy này là màn hình. Mặc dù màn hình chỉ là 65% sRGB, 48% Adobe RGB, không phải là một độ phủ màu quá là ngon nghẻ trong tầm tiền, nhưng mà trải nghiệm chơi game thì vẫn rất là ổn. Cái điểm cộng là về độ sáng là 299 nit và tương phản cũng tương đối cao. Thế nên là nhìn hình ảnh và những cái chi tiết trong game thì nó rất là sắc nét và màu sắc cũng tương đối là tươi.
Và bây giờ thì mình sẽ tiếp tục trải nghiệm chơi game trên chiếc máy này nhá. Và sau một thời gian chơi trên chiếc máy này thì một điểm mình sẽ để ý đây là cái phần chiếu nghỉ tay. Cái nơi đặt về chiếu nghỉ tay tự nhiên thì mình thấy là rất là thoải mái, không bị ấm lên trong quá trình mình chơi. Nhưng có một điểm mà anh em sẽ phải lưu ý là những cái vị trí ở phần trên chiếu nghỉ tay, như là phần bên bàn phím này, phần bên trái bàn phím hay là phần trên phần phím nguồn thì sẽ khá là nóng, anh em sẽ không nên sờ vào cái bề mặt này. Còn về mặt chơi game tự nhiên bình thường chúng ta thì không bị ảnh hưởng, chỉ ấm lên nhẹ nhẹ thôi. Và đó sẽ là một cái điểm gọi là điểm cộng cho chiếc máy này. Bàn phím thì mình nghĩ sẽ là một điểm hơi đáng tiếc, là hành trình lại hơi nông, không được sâu và được nảy cho lắm. Thì có lẽ bàn phím sẽ là một điểm mà hãng cần cải thiện cho phiên bản tiếp theo. Và có lẽ mình sẽ chuyển sang một tựa game phổ biến hơn là tựa game PES đi, để xem là hiệu năng của chiếc máy này chơi trên tựa game PES ra sao nhé. Và từ game tiếp theo mình sẽ chơi hôm nay là Thế Chiến Z, Uống Mô Z. Thì setting mình sẽ để tất cả Ultra nhá. Và đang ở chế độ Turbo, thế nên là máy đang chạy cực kỳ là căng. Nhiệt độ CPU đang khoảng mức 92 độ C, xung nhiệt giữ rất là cao, đặc biệt là cái tiêu thụ này 60W điện lận, quá là kinh khủng luôn. Game này ăn CPU thì nhiều hơn cả đồ họa cơ anh em ạ. Ui à. Ok, và FPS cho ra thì anh em thể thấy là khoảng trên 60, dao động khoảng 90, khá là ngon. Chiều bom này. Ok, và với màn hình 144Hz và những tựa game bắn súng này chắc chắn là lợi thế của màn hình này luôn anh em ạ. Trời rất là mượt, nhìn gần như là xôi, không có hiện tượng bóng mờ mấy luôn. Ok, và sau một thời gian chơi với tựa game này, một tựa game ăn nặng cực kỳ nhiều về CPU. Và nhiệt độ CPU lúc này đang mở đạt ngưỡng cao nhất khoảng 90 độ C, 90-94 độ C. Một mức nhiệt độ có vẻ hơi cao một chút đấy. Nhưng mà nói chung là với một thời gian chơi game dài như vậy, một chiếc laptop gaming nhỏ gọn như này thì đây cũng là điểm mà rất ăn tiền rồi. Anh em muốn nhiệt độ mát hơn thì anh em có thể chỉnh chế độ hiệu năng thấp hơn. Còn mình đang để chế độ hiệu năng cao nhất để giúp cho máy đạt được hiệu năng lẫn FPS chơi các thứ là mượt nhất có thể. Và đó cũng là tựa game cuối cùng ngày hôm nay, tổng kết lại sau một vài tựa game cực kỳ nặng. Thì vì thế là nhiệt độ chiếc máy này trong quá trình chơi thì tương đối là ổn, với một chiếc laptop gaming nhỏ gọn và đặc biệt là hiệu năng cực kỳ là ổn định và cực kỳ mượt mà anh em ạ. Không phải lo về vấn đề hiệu năng bị bóp hay là bị thiếu hay là bị không đủ, cực kỳ là chơi mượt. Ok, và đó là tựa game cuối cùng ngày hôm nay, Uống Mô Z.
Ok, và đó là trải nghiệm chơi game của mình trên chiếc Zenfone M15 này. Thì anh em có thể thấy là hiệu năng chiếc máy này tương đối là ấn tượng với một chiếc laptop gaming mỏng, nhẹ và gọn. Và anh em nghĩ sao về hiệu năng của chiếc máy này thì hoàn toàn có thể comment dưới phần bình luận nhé. Và nếu anh em có những mẫu máy nào muốn test thì có thể comment dưới phần bình luận này để mình tham khảo và mình test những tự máy đấy. Ok, và nếu anh em đang muốn tham khảo những mẫu Zenfone M15 này hoàn toàn có thể tham khảo tại cửa hàng Laptop AZ với mã giảm giá AZ300. Chi tiết chương trình và link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả video để anh em tham khảo. Và nếu anh em thấy video này hữu ích, like, subscribe, chia sẻ cho channel của Laptop AZ nhé. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.